khi mà tới đoạn khó mình hay làm cái gì? Sợ rồi nhắm mắt thả hỏng đúng không? Khi anh qua thung lũng, nó đi rồi à. Khi anh qua thung lũng, chứ phải là nắm nó ngược về rồi mới đẩy nó ra lại. Đó là hát nốt cao đấy. A few moments later. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi vào trời.